namin. Ay, nè hôm vừa rồi nha. Chuyển sang uống bia. Ừ, được, được, được. Quên đi. Sao mẹ đi làm về một thế chả đói chưa mắm à? Thế bố đi đâu rồi? Thế bố không? Bố đi đâu từ sáng đến giờ chưa về. Chắc bố lại đi tìm rượu uống rồi. Ngày nào bố chả đi uống rượu. Bất ngày rượu kể, hiện không đi không làm. Mày với bố con quá rồi. Thế nào cũng một mình đi nào. Con nấu cơm cho chín chưa? Con nấu chín hết rồi. Đi thay quần áo đi, con đi dọc cơm ra đây. Cô về mình ăn cơm trước đi. Về rồi. Về thì vào đây ăn cơm luôn. Lấy cái gì cho bố? Con này lấy cái bát để cho mẹ xay cơm cho bố. Uống rượu ăn một bát cơm đi. Ông uống rượu thì uống, ăn cơm đi. Ăn một bát cơm nào. Còn chưa uống đủ ấy. Bà có ngăn ngăn cả nhá. Say lắm rồi còn. Ê, ê, ăn cơm này, ăn cơm này. Nè, ăn cơm này. Ông làm gì thế? Không, uống rượu thì... Bà ăn cơm thì làm gì cơm? Thế? À, ông ăn cơm thôi, bà bảo ông làm gì đâu. Uống rượu chưa đủ ấy. Ừ. Ăn cơm thì có sức khỏe rồi làm gì được. Này. Ông làm gì? Gì như thế này? Không còn này mang tay. Đi. Ê, trả tao đâu không đi. Đi. Bố không được để nhẹ con chân. Thằng ấy đó, đi ra ngoài.
quỷ đi hết đi. Đây. Làm gì ông đâu? Vào đi. Đi hết đi. Cắt chân nữa. Đây. Có vẻ nữa. Tao ở vùng đi cho. Được rồi. Ừ. Mẹ thế bây giờ mình, mẹ con mình đi đâu? Chưa biết được. Không biết đi đâu được. Con hổ lại cầm bao. Đây có nước này.